Chào các bác nhé, đây em đang hoàn thiện một con máy 10 phép IGBT cho bác khách ở Quảng Nam đây, 10 phép IGBT nhé. Em làm thì nói thật với các bác là em không làm mò, mà em làm có máy móc đo đạc và soi sóng soi xung các bác nhé, để làm sao con máy nó hiệu quả, nó bền, tiết kiệm điện, không nóng máy, và nữa là đánh con cá là nó sẽ hiệu quả cao nhất cho các bác. Đó, thì đây bây giờ em sẽ quay cho bác coi nhé. Đấy, bất kỳ con máy nào cũng vậy đây, các bác có thể nhìn đây, đều là những con máy 24 phép đang chờ vào hộp đây. Đấy, các bác đợt này đặt hàng rất là nhiều, thế nên là em không có thời gian quay đi quay lại suốt ngày quảng cáo thì quảng cáo lại thì nó cũng thế thôi các bác ạ. Nhưng hôm nay em sẽ quay lại cho các bác biết là em làm hoàn thiện nó như thế nào. Các bác thông cảm chứ đồ đạc thì rất là nhiều, đó, em bày rất là kinh. Đấy, nên là làm đồ nghề này nó vậy đấy. Đấy, các bác có thể nhìn thấy cái chỗ em hàn là đen chì xì hết rồi. Đấy, toàn chì với chiếc là nó cho hết vào đấy đấy các bác ạ. Đây là làm cái nghề này cũng độc hại lắm, nó không đơn giản đâu. Em có cả quạt hút đấy, nhưng mà nó không ăn thua đâu. Nói chung là thôi, làm cái nghề phải chấp nhận thôi. Đó, thì đang em miên man một chút thì đây đấy là con máy em làm rất là kỹ cho các bác nhé. Em làm em hoàn thiện cho các bác rất là kỹ chứ không phải là em làm mò cho các bác đâu. Đó, thì các bác có thể nhìn đây là một tụi ép cốt này rất là to cao đấy, và đây là hai băm được băm bằng hai con IGBT các bác nhé. Đấy, và chạy 10 phép đây. Đó, thì nói chung là em làm cái máy nào cũng vậy, sẽ soi sóng soi xung cho các bác rất là kỹ chứ không phải là em làm mò. Thì bây giờ các bác có thể nhìn em làm nhé, em quay clip cho các bác coi, em sẽ soi xung trên máy hiện sóng cho các bác coi nhé. Đấy, rồi em cập máy thôi. Rồi em cập máy vào bình ắc quy rồi nhá, để em bật cái máy hiện sóng lên. Đó, ok, để được con máy nó hiệu quả này, bền bỉ này, và nữa máy chạy mát thì nó bước này rất là quan trọng các bác ạ. Đấy. Đấy, em kéo mát nhá, em không mấy đâu, em không chạy quạt tản nhiệt luôn nhá. Đây các bác thể nhìn nhá. Đấy, nó phải vậy các bác ạ. Đấy, em làm em đều tính toán hết cả, em soi sóng soi xung hết cả đấy các bác nhá. Đấy, em kéo bóng 1000W nó sáng trắng luôn nhá, bạn mắc nhá. Đấy, nói chung là em làm rất là kỹ cho các bác, để các bác yên tâm, đã tin tưởng em thì hãy cho em thời gian, em sẽ làm rất là cẩn thận cho các bác. Đấy, các bác nhìn khi các bác bóp cò nó tạo ra cái xung này để kích vào chân gờ của MOSFET các bác nhé. Xung này rất là quan trọng, nó phải vuông, làm sao là nó phải vuông, nó không được méo. Đấy, thì con máy nó mát, hiệu suất nó cao, nó không bị nóng các bác ạ, và nữa là nó không tốn điện. Đó là cái kinh nghiệm mà em làm máy rất là nhiều rồi em rút ra. Đấy, thì bác nào có nhu cầu liên hệ em nhé. Đấy, em quay một chút để có clip cho các bác coi thôi. Đấy, các bác có thể nhìn thấy em bóp cò này. Đấy, em có ấy gì đâu, em cần quạt gì đâu. Này, thì bác nào có nhu cầu liên hệ em nhé. Cảm ơn các bác đã xem clip này. Đây các bác nhé, đây là chế độ trộn xung này. Đấy, đấy các bác có thể nhìn nhé, cái mót rất là vuông, cái xung lái rất là vuông các bác nhé. Đây là con máy của bác ấy, chạy rất là mát, bền. Đấy, hiệu quả cao, tiết kiệm điện, không nóng máy các bác nhé. Đó, đây là cái xung lái rất là quan trọng các bác ạ. Bỏ cò này, đó, bóp này. Đấy, khi các bác bóp nó tạo ra cái xung vuông như thế này đấy. Thì trên máy hiện sóng thì các bác có xem được, còn đồng hồ đo các bác cũng không thể xem được. Các bác chỉ đo được cái vôn với lại cái của nó thôi, còn trên máy hiện sóng nó mới hiện ra cái tia như thế này. Đó, thế nên em làm rất là cẩn thận cho các bác ấy. Ok các bác nhé.